Thưa quý vị, không quen biết nhau từ trước mà chỉ thông qua những tin nhắn trên không gian mạng để kết nối và tụ tập nhau, giao du với nhau. Đây là phương thức phổ biến của rất nhiều nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về tình trạng trên, nhưng dường như vấn đề này vẫn bị thả nổi và các thanh thiếu niên liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy xuất hiện với số lượng ngày một tăng. Đây là kẽ hở lớn khiến cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố luôn tiềm ẩn những phức tạp. Nhóm 4 thanh thiếu niên này trú tại quận Liên Chiểu và tỉnh Quảng Nam vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu phối hợp với công an phường Hòa Khánh Nam phát hiện, mời về làm việc khi là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Dẫu chẳng quen thân, nhưng chỉ với vài lời rủ rê của Trần Quốc Cường, người anh lớn với hai tiền án về trộm cắp tài sản, cả nhóm đã cùng nhau thực hiện 10 vụ trộm cắp trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Anh Cường phân công tụi em là người vô dắt xe, còn anh Cường là người bẻ khóa, còn Phúc là người canh để cho bọn em vô dắt xe. Từ đó là em trộm cắp được 7 chiếc xe, với lại Cường có lấy một thêm cái laptop nữa. Cường tiêu thụ cái laptop và giữ tiền cho người, kiểu bao ăn cho tụi em thôi. Cường không chia đồng máu hết. Còn đây là đối tượng Nguyễn Thanh Bình, 28 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cũng bị đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu bắt giữ khi trộm cắp hàng loạt xe máy ở Đà Nẵng để đem về quê thay biển số, đưa cho các đối tượng quen biết ở Quảng Nam tiêu thụ. Chỉ chưa đầy một phút, Bình đã dùng đoạn phá khóa lấy được 4 xe máy của người dân trên địa bàn. Tôi tiêu thụ phương tiện xong rồi tôi để đem về bán cho những người trong quê và lấy số tiền đó để tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến số lượng thất nghiệp tăng lên. Cùng với đó, sự buông lỏng quản lý con em của mỗi gia đình cũng khiến gia tăng những vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Cá biệt có trường hợp các em bỏ nhà đi nhiều ngày nhưng gia đình cũng không hay biết. Chỉ tính riêng đầu năm 2022 đến nay, công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã điều tra làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản, phần lớn là xe máy, mà đối tượng thực hiện lại chủ yếu là thanh thiếu niên. Ngoài sự vào cuộc của các cơ quan tổ chức, thì là các gia đình, các con em mình thì quản lý cái chi tiêu, thời gian, rồi cái phương tiện để hạn chế cái việc các em có cái thời gian rồi có phương tiện đi ra thực hiện các hành vi vi phạm tội hoặc là vi phạm pháp luật. Tất cả các vụ trộm cắp tài sản xảy ra thời gian qua đều được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng và công an các quận huyện tập trung đấu tranh xử lý quyết liệt. Đây cũng là bài học răn đe cho những thanh thiếu niên vẫn thích ăn chơi, lêu lổng, tụ tập, coi thường pháp luật.